Các cầu thủ Bà Rịa Vũng Tàu đang đuổi các trọng tài quá nhau. Rất hỗn loạn rồi. Số 8 của Trần Quốc Tuấn của Bà Rịa Vũng Tàu đã xông vào đánh trọng tài và các nhân viên an ninh đã vào can thiệp kịp thời. Thật sự là một trận đấu phi thể thao. Anh là một cầu thủ chuyên nghiệp như vậy là anh đã phi thể thao. Và lúc này lực lượng an ninh đã áp giải Trần Quốc Tuấn. Trần Quốc Tuấn, anh vào thay người của hiệp 2. Anh đã bị các trọng tài vào can thiệp và đánh các trọng tài. Trọng tài bắt trận này là tốt. Cầu thủ của Hưng Yên chúng ta đang ăn nền. Đang tung ngứa Hưng Vinh à? Đang tung ngứa huấn luyện viên Hưng Vinh. Và thật sự là xíu. Một thăng hạng suất cuối cùng cho Cô Yến đã thăng hạng vào năm 2019 lên hạng nhất. Bà Rịa này đấu má láo cá. Mẹ huynh luôn. Nhưng mà nóng